Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 2 tháng 8 năm 2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Bạc Liêu và Cà Mau như sau. Tôm thẻ size 20 con giá 200.000 đồng. Size 25 con lớn giá 150.000 đồng 1 kg. Size 30 con đang có giá 130.000 đồng. Size 40 con giá 116.000 đồng 1 kg. Size 50 con có giá 97.000 đồng. Size 60 con đang thu mua với giá 92.000 đồng. Tôm thẻ size 70 con có giá 85.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, xin giới thiệu đến quý bà con bộ sản phẩm rất được ưa chuộng trong phòng trị bệnh đường tiêu hóa cho tôm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nano hợp nhất APA bộ sản phẩm gồm apa floor giúp phòng trị bệnh đường ruột cho tôm và sản phẩm apa pro giúp giảm viêm ruột lỏng ruột phân dính giúp tôm tiêu hóa thức ăn nhanh về thông tin và hướng dẫn sử dụng mời quý bà con xem chi tiết sản phẩm ở liên kết bên dưới về chi tiết giá cá giá ếch giá tôm thẻ giá tôm xuống hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu